Thưa quý vị, Thủ tướng vừa ký quyết định quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện. Theo đó, từ ngày 15 tháng 12 tới, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện phải là hộ đáp ứng được một trong ba tiêu chí. Trường hợp thứ nhất là hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh ở vùng có điện lưới. Thứ hai là hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật, sống ở vùng chưa có điện lưới. Thứ ba là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, sống ở vùng chưa có điện lưới. Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ, trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất. Trước đó, hồi tháng 4 năm 2014, hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.